Tại Việt Nam, những chiếc Bentley Bentayga được nhiều đại gia ưa chuộng nhờ thiết kế sang trọng đi kèm, với mức giá phải chăng. Mới đây, một chiếc Bentley Bentayga trang bị gói cá nhân hóa Moonliner sản xuất năm 2020, đang được giao bán với giá hơn 15 tỷ. Bentley Bentayga 2020 sở hữu kích thước tổng thể dài 5.322mm, rộng 1.998mm, cao 1.742mm, trục cơ sở 2.992mm, lưới tản nhiệt hình lưới đặc trưng của Bentley với viền chrome sáng bóng, đèn chiếu sáng led matrix hai tầng, đèn định vị ban ngày gồm hai hình oval đặc trưng, cản trước tích hợp thêm hốc hút gió cũng sử dụng họa tiết lưới giống tản nhiệt, phần đuôi xe đơn giản với cụm đèn hậu led hai bên với dải đèn tạo hình chữ B, hệ thống pô cách điệu số 8, dấu hiệu nhận biết xe sử dụng động cơ V8, thân xe bên tay ga cho cái nhìn vạm vỡ với phần hông và ốp hốc bánh sau nở rộng mâm xe 22 in 5 chấu to bản. Khe thoát gió hai bên mô phỏng chữ B cách điệu. Cuối cùng, hình ảnh lá cơ Anh Quốc yêu nườn rách cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Vào bên trong, nội thất chiếc Bentley Bentayga sử dụng tông màu đen tương đồng ngoại thất, vật liệu da thật. Ghế ngồi bọc da, đục lỗ, chỉnh điện toàn bộ có nhớ vị trí. Vô lăng bọc da, chỉnh điện, tích hợp nhiều phím bấm chức năng và lấy chuyển số. Đồng hồ hiển thị gồm hai đồng đồ vòng tua, và tốc độ dạng analog cổ điển kèm màn hình hiển thị các thông tin khác. Điểm đặc biệt là chiếc xe này sử dụng nhiều vật liệu sợi carbon ở táp lô trước, hai bên cánh cửa, bảng điều khiển trung tâm và khu vực cần số. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình 8 inch tích hợp camera 360 toàn cảnh, dàn âm thanh 20 loa cao cấp công suất 1780 w đến từ nai im. Ở bảng điều khiển khu vực cần số là nút khởi động động cơ tích hợp núm xoay chuyển chế độ lái. Người lái có thể chọn tới 8 chế độ lái khác nhau từ đường on-road đến các địa hình off-road khác nhau. Tại khu vực này cũng có thêm nút bấm chức năng như phanh tay điện tử, hỗ trợ đổ đèo, nâng hạ gầm, sửa vô lăng. Đặc biệt, Bentley Bentayga có thêm một đồng hồ Breitling chế tác riêng đến từ Thụy Sĩ, với tên gọi Breitling. Dấu ấn ở đây là việc mặt đồng hồ được làm từ xà cư áo xanh, 8 viên kim cương. Một vài tính năng đáng chú ý khác có thể kể đến như cửa sổ trời toàn cảnh, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động hai vùng. Chưa hết, với bộ phận cá nhân hóa Moonliner, chiếc tay ga này có một trang bị hết sức đặc biệt. Một két an toàn được thiết kế riêng cho chiếc xe này, đặt ở dưới bệ tỉ tay trung tâm. Theo Benley, két này được làm từ nhôm siêu cứng, mở bằng cảm biến vân tay giống. Két sử dụng công nghệ xác thực sinh chắc học, do đó không được tích hợp mã pin. Ngoài ra có thể nhận diện 360 độ từ nhiều hướng, cho phép lưu trữ nhiều dấu vân tay, đồng thời có thể mở bằng khóa riêng biệt. Ở phía sau, đây là chiếc Ben Tay Ga hiếm hoi tại Việt Nam, có cấu hình ghế hai chỗ ngồi riêng biệt. Ghế ngồi điều khiển điện nhiều hướng, tích hợp tính năng mát xa, sưởi ấm, làm mát. Hàng ghế này cũng có thêm hai bàn làm việc, ốp sợi carbon và có thể mở ra khi cần. Hai màn hình giải trí riêng gắn ở tựa đầu ghế trước có thể tháo rời. Hàng ghế sau cũng được trang bị hai cửa gió điều hòa riêng biệt, điều khiển thông qua một màn hình bé hơn ở dưới. Giữa hai ghế sau là bệ tỳ tay cho người ngồi sau. Điểm đặc biệt là bộ phận cá nhân hóa Moonliner trang bị một tủ lạnh được ẩn bên dưới, kèm hai ly pha lê không chân thiết kế riêng và có thể để được một chai champagne. Những chủ nhân thực sự sẽ có thể vừa ngồi thư giãn, vừa có thể nhâm nhi những ly champagne mát lạnh. Về vận hành, chiếc Bentley Bentayga này sử dụng động cơ xăng V8 dung tích 4 lít tăng áp. Cỗ máy này cung cấp sức mạnh tối đa 550 mã lực và mô men xoắn cực đại 770 Nm. Bentayga trang bị hệ dẫn động 4 bánh AWD và hộp số tự động 8 cấp. Theo hãng xe Anh Quốc, xe tăng tốc không đến 100 km/h trong 4.5 giây, tốc độ tối đa 290 km/h. Xe cộ XXXXX